đến với chương trình dạy học của truyền hình. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay cô sẽ dạy bà, bài 36, 37, 38, quần thể và các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật. Trước hết, cô trò chúng ta cùng khởi động với ba tình huống sau đây. Tình huống thứ nhất, tập hợp các cây trong rừng có phải là một quần thể không? Tình huống thứ hai, bò xám đông dương, sao la, vọp các bà lan hài đỏ đây là một số loài trong rất nhiều loài đang cần được bảo vệ vì sao như vậy bên cạnh đó có những loài phát triển số lượng rất nhanh ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta ví dụ như loài trục thì điều gì làm nên khả năng sinh sản đáng kinh ngạc của loài trục và khả năng đó ảnh hưởng gì đến quần thể cô trò chúng ta tiếp tục đi hình thành kiến thức mới để giải đáp những thắc mắc trên. Bài 36. Quần thể gồm hai nội dung, khái niệm và quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Cô sẽ dạy kỹ một khái niệm, còn các nội dung còn lại, các em cố gắng tự đọc theo hướng dẫn của bộ. Bài 37-38. Đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật gồm tỷ lệ giới tính, nhóm tuổi, sự phân bố, mật độ, tăng trưởng và kích thước quần thể, nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố môi trường và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Cô dạy kỹ một kích thước quần thể, còn các nội dung còn lại các em cố gắng tự đọc. Bài 36 Khái niệm quần thể sinh vật Để hình thành khái niệm quần thể sinh vật, cô phân tích ví dụ sau đây các cây cọ ở đồi cọ Phú Thọ. Trong đồi cọ này, các cây cọ thuộc cùng một loài. Chúng cùng sống trong một khoảng không gian xác định là một đồi cọ ở Phú Thọ. Vào một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản. Bây giờ các em suy nghĩ tiếp cho cô là chúng phải có thêm điều kiện gì để giúp cho quần thể tồn tại và phát triển. Đó là phải tạo thành thế hệ mới cô tóm tắt lại khái niệm quần thể sinh vật có bốn ý thứ nhất là tập hợp các cá thể cùng loài thứ hai cùng sống trong một khoảng không gian xác định thứ ba vào một thời điểm nhất định và thứ tư phải có khả năng sinh sản và cô nhấn mạnh là phải tạo thế hệ mới bây giờ vận dụng kiến thức về khái niệm quần thể các em hãy giải quyết tình huống thứ nhất cho cô vì sao tập hợp các cây trong rừng không phải là một quần thể thì một tập hợp sinh vật chỉ cần không thỏa một trong bốn điều kiện trên là không phải là một quần thể vậy thì các em suy nghĩ thử là tập hợp này không thuộc điều kiện gì trong bốn điều kiện trên ở đây các cây trong rừng các cây này là thuộc nhiều loài khác nhau như vậy không thỏa điều kiện thứ nhất tóm lại tập hợp các cây trong rừng không phải là một quần thể sinh vật vì chúng không thuộc một cái tập hợp cùng loài. Quần thể này được phân biệt với quần thể khác bởi các đặc trưng. Cụ thể như thế nào? Cô trò chúng ta qua phần tiếp theo. Bài 38, năm la mã kích thước quần thể sinh vật. Để hình thành khái niệm kích thước, cô phân tích ví dụ sau đây. Cô ví dụ có một quần thể thực vật, người ta xác định được khoảng 150 cây. Đó là mặt số lượng cá thể. Người ta có thể xác định được có khoảng 150.000 gram trên 1 hecta đó là mặt khối lượng. Bây giờ các em suy nghĩ tiếp cho cô, người ta có thể xác định mặt nào nữa? Thì tất cả các quá trình trao đổi chất của sinh vật cuối cùng cũng để sinh năng lượng để phục vụ cho các hoạt động sống. Như vậy mặt thứ ba người ta có thể xác định đó là năng lượng. Ví dụ, tích lũy được khoảng 2,1 x 10 mũ 6 calo trên 1 hectare trên 1 năm. Vậy mặt thứ ba là mặt năng lượng tích lũy trong các cá thể. Vậy kích thước của quần thể có thể xác định ở một trong ba góc độ. Thứ nhất là số lượng cá thể, thứ nhì khối lượng cá thể, thứ ba năng lượng tích lũy trong các cá thể. Và cô lưu ý là ba mặt này phải được xác định trong khoảng không gian của quần thể. Bây giờ cô đưa ra hai ví dụ. Một quần thể gà có khoảng 200 con, một quần thể voi có khoảng 25 con. Hai con số 200 và 25 20 nói lên điều gì? Đó chính là mỗi quần thể có một kích thước đặc trưng, có nghĩa là kích thước của quần thể này không giống với kích thước của quần thể kia. Trở lại tình huống thứ hai. Vì sao chúng ta phải bảo vệ những loài này? Cụ thể như thế nào? cô trò chúng ta qua phần hai nhỏ kích thước tối thiểu và kích thước tối đa thì mỗi quần thể có kích thước dao động từ mức tối thiểu tới mức tối đa và sự dao động này khác nhau tùy quần thể sơ đồ này biểu thị hai trị số kích thước của quần thể đây là kích thước tối thiểu đây là kích thước tối đa cụ thể kích thước tối thiểu là gì là số lượng cá thể ít nhất và ít nhất này được xác định như thế nào cô giả sử có một quần thể có số lượng x mà tại đó làm cho quần thể bị diệt vong thì có xem là kích thước tối thiểu không các em? Không. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần để duy trì và phát triển. Còn kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất mà lớn nhất này được xác định như thế nào? Phải phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Cô ví dụ có một quần thể có số lượng lớn và tại đó nguồn sống không đủ để cung cấp thì quần thể đã vượt mức kích thước tối đa. Khi quần thể vượt mức kích thước tối đa hoặc dưới tối thiểu thì quần thể sẽ như thế nào? Cô trò chúng ta qua phần tiếp theo. Nếu kích thước dưới mức tối thiểu, quần thể sẽ dễ suy giảm, dẫn đến diệt vong do ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, sự hỗ trợ giảm. Vì sao sự hỗ trợ giảm? thì các em đã biết các cá thể cùng loài có quan hệ hỗ trợ với nhau để kiếm ăn, để chống kẻ thù, để bảo vệ lãnh thổ. Bây giờ số lượng ít đây thì sự hỗ trợ sẽ giảm, dẫn đến quần thể không có khả năng chống chọi với môi trường. Nguyên nhân thứ hai, khả năng sinh sản giảm. Vì sao khả năng sinh sản giảm? Khi số lượng ít đây, cơ hội gặp nhau giữa con đực và con cái cũng giảm đi, cho nên khả năng sinh sản giảm. Thứ ba, sự giao phối gần thường xảy ra. Giao phối gần là gì? Giao phối gần là giao phối giữa các cá thể có quan hệ huyết thống gần, dẫn đến đe dọa sự tồn tại của quần thể. Thì vì sao giao phối gần lại đe dọa sự tồn tại của quần thể? Hai cá thể có quan hệ huyết thống gần thì xác suất để có kiểu gen giống nhau rất cao. Ví dụ hai cá thể đều có kiểu ren A lớn A nhỏ khi giao phối với nhau, xác suất sinh được cá thể con có kiểu ren A nhỏ A nhỏ bằng 25%. Mà những tính trạng có hại do ren lặn quy định chỉ biểu hiện ở thể đồng hợp lặn Như vậy giao phối gần làm cho cái tỷ lệ những cá thể đồng hợp lặn tăng lên, làm cho quần thể xuất hiện nhiều tính trạng xáo, làm giảm sức sống và đe dọa sự tồn tại của quần thể. Nếu kích thước trên mất tối đa, thì quần thể sẽ như thế nào? Dẫn đến di cư, tăng mức tử vong do hai nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất tăng sự cạnh tranh. Vì sao tăng sự cạnh tranh? thì đồng thời với quan hệ hỗ trợ những cá thể cùng loài có quan hệ cạnh tranh với nhau. Khi nào cạnh tranh? khi nguồn sống không đủ để cung cấp. Lúc này số lượng cá thể tăng lên, nguồn sống sẽ thiếu, thì sự cạnh tranh tất yếu sẽ xảy ra. Khi số lượng tăng lên, đồng thời chất thải cũng tăng, dẫn đến ô nhiễm môi trường xuất hiện bệnh tật. Kích thước dưới mức tối thiểu dẫn đến các hậu quả được thể hiện trong sơ đồ sau đây. Dẫn đến 3 hậu quả mà cô nhấn mạnh là hai cái giảm một cái tăng, giảm hỗ trợ, giảm sinh sản, tăng giao phối gần, làm quần thể dễ suy giảm, dẫn đến diệt vong. Đến đây, chúng ta có đủ cơ sở khoa học để giải thích tình huống thứ hai bò xám đông dương sao la vào các bà lan hài đỏ là một số loài trong rất nhiều loài đang cần được bảo vệ vì kích thước của chúng ở mức nào các em kích thước chúng đang ở mức tối thiểu bây giờ tiếp tục khai thác là làm cho kích thước xuống dưới mức tối thiểu mà khi kích thước dưới mức tối thiểu thì sẽ dẫn đến diệt vong như vậy chúng ta phải bảo vệ chúng bảo vệ chúng là bảo vệ sự đa dạng sinh học bảo vệ nguồn gen quý hiếm cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Khi kích thước vượt mức tối đa, thì dẫn đến cạnh tranh, ô nhiễm, bệnh tật xuất hiện, làm cho quần thể di cư tăng tỷ lệ tử vong. Bây giờ cô trò chúng ta trở lại tình huống thứ ba, khả năng sinh sản đáng kinh ngạc của loài chuột là do đau và ảnh hưởng gì đến quần thể? Chúng ta qua phần 3 nhỏ, những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể. Sơ đồ tranh thể hiện các nhân tố ảnh hưởng. Cô gói gọn trong bốn từ: sinh, tử, xuất nhập. Sinh là mức sinh sản, tử là mức tử vong, xuất nhập là hai trạng thái của sự phát tán cá thể trong quần thể. Bây giờ cô trò chúng ta lần lượt phân tích. Cô sử dụng ví dụ về khả năng sinh sản của loài chuột để dẫn đến kiến thức chung. Thì mỗi chuột mẹ có thể đẻ đến 3 đến 14 con trên một lứa. Đó là minh họa cho số lượng trứng hai con non đối với loài đẻ trứng người ta đến số lượng trứng đối với loài đẻ con người ta xác định số lượng con non sinh ra nếu số lượng này cao chứng tỏ mức sinh sản cao thứ hai mỗi chuột có thể đẻ 5 đến 10 lứa trên một năm tức là cái nhiều lứa đẻ thì số con sinh ra cũng nhiều đó là nói về số lứa đẻ số lứa đẻ cao thì dẫn đến mức sinh sản cao thứ ba cả hai giới của chuột đều có thể đẻ do lứa đầu tiên rất sớm đó là khoảng 5 tuần tuổi đây chính là nói về tuổi trưởng thành sinh dục nếu cái tuổi này xuất hiện sớm thì sinh vật sẽ đẻ được nhiều lứa và số con sẽ nhiều tức là mức sinh sản cao tập tính sinh sản của chuột cũng rất phong phú một chuột đực có thể giao phố một chuột cái hoặc đa thê hoặc hỏng tạp đó chính là nói về tỷ lệ đực cái là một đặc trưng cơ bản của quần thể, đảm bảo hiệu quả sinh sản. Nếu tỷ lệ này phù hợp thì quần thể sẽ có hiệu quả sinh sản cao. Tóm lại, mức sinh sản của quần thể phụ thuộc vào bốn yếu tố. Thứ nhất, số lượng trứng hai con nâu, thứ hai, số lứa đẻ, thứ ba, tuổi trưởng thành sinh dục và thứ tư là tỷ lệ đực cái. Và cả bốn yếu tố này đều phụ thuộc vào môi trường. Bởi vì khi sinh vật sống trong môi trường thì tất cả những hoạt động của sinh vật đều phụ thuộc vào môi trường, trong đó mức sinh sản cũng không ngoại lệ. Nếu điều kiện môi trường thuận lợi, thức ăn nhiều thì sinh sản sẽ cao. Ngược lại, nếu môi trường khó khăn, thức ăn khan hiếm, ô nhiễm, bệnh tật thì mức sinh sản sẽ giảm. Và cụ thể như thế nào? Cô trò chúng ta phân tích yếu tố tiếp theo, mức tử vong. Ví dụ, một quần thể có tỷ lệ cá thể già cao, tỷ lệ cá thể bệnh lấy cao thì mức tử vong cao. Đó chính là nói về trạng thái của quần thể. Hình ảnh này các em đã được làm quen ở bài Ba Lan. Đây là ảnh hưởng của nhiệt độ đến cá rô phi ở Việt Nam. Ở dưới 5,6 độ hoặc trên 42 độ C, cá rô phi sẽ chết. Đây là một ví dụ để thể hiện nhân tố vô sinh ảnh hưởng đến mức tử vong. Đây là một mặt của điều kiện sống. Như vậy trong điều kiện sống còn yếu tố nào nữa? Ví dụ khi nuôi cá rô phi, người ta có thể khai thác sau khi nuôi được 4 đến 5 tháng. Lúc này trọng lượng trung bình cá có thể đạt 0,4 đến 0,6 kg trên một con. Đó là nói về mức khai thác của con người. Tóm lại, có 3 yếu tố ảnh hưởng đến mức tử vong mà cô có thể tóm gọn hai ý cho các em dễ nhớ ý thứ nhất là trạng thái của quần thể đây chính là yếu tố nội tại của quần thể và yếu tố nội tại này còn phụ thuộc vào điều kiện sống trong điều kiện sống có tập hợp các nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh thì ví dụ cho nhân tố vô sinh các em nhớ ví dụ về ảnh hưởng của nhiệt độ ví dụ cho nhân tố hữu sinh các em nhớ mức khai thác của con người thì con người cũng thuộc tập hợp nhân tố hữu sinh nhưng ảnh hưởng của con người đến quần thể rất lớn cho nên người ta tách ra thành một yếu tố ảnh hưởng thứ ba là mức khai thác của con người khi môi trường thuận lợi thì sinh vật sẽ như thế nào các em thì dĩ nhiên sinh vật phải ở môi trường đó để tận hưởng điều kiện sống thuận lợi tức là mức xuất cư ít diễn ra và nếu có nhập cư thì cũng không ảnh hưởng rõ rệt đến quần thể ngược lại khi môi trường không thuận lợi thì sinh vật sẽ thích nghi như thế nào sinh vật sẽ xuất cư để đi tìm nguồn sống mới tức là lúc này xuất cư tan đây chính là hai mặt của sự phát tán cá thể trong quần thể toàn bộ ảnh hưởng trên cô tóm tắt trong bản sao thứ nhất về khái niệm cô nhấn mạnh sinh sản là sự sinh ra tử vong là bị chết đi hai số lượng này phải được tính trong một đơn vị thời gian phát tán gồm hai trạng thái nhập cư và xuất cư. Nhập cư cô nhấn mạnh là chuyển tới, xuất cư là rời bỏ quần thể. Về các yếu tố ảnh hưởng, mức độ sinh sản, mức độ tử vong, sự phát tán cá thể đều phụ thuộc vào điều kiện sống. Tuy nhiên, mọi yếu tố có sự khác nhau. Cụ thể, mức sinh sản còn phụ thuộc vào bốn yếu tố, số lượng trứng hay con nâu, số lứa đẻ, tuổi trưởng thành sinh dục, và tỷ lệ được cái mức độ tử vong còn phụ thuộc vào trạng thái quần thể và mức khai thác của con người. Cô tổng kết lại bài 36, khái niệm quần thể có 4 nội dung. Thứ nhất là tập hợp các thể cùng loài, thứ hai cùng không gian sống, thứ ba vào một thời điểm nhất định, thứ tư có khả năng sinh sản và nhớ nhấn mạnh là phải tạo thế hệ mới. Bài 38, Bục Nam La Mã kích thước quần thể có 3 nội dung chính. Thứ nhất là khái niệm, thứ hai là có hai cực trị, thứ ba là các nhân tố ảnh hưởng. Về khái niệm, cô nhấn mạnh kích thước quần thể có thể xác định bởi một trong ba góc độ. Thứ nhất là số lượng cá thể, thứ hai khối lượng cá thể, thứ ba năng lượng tích lũy trong các cá thể. Mỗi quần thể có kích thước dao động từ mức tối thiểu đến mức tối đa và sự dao động này tùy thuộc vào quần thể. Có hai cực trị đó là kích thước tối thiểu và kích thước tối đa. Tối thiểu cô nhấn mạnh là ít nhất, tối đa cô nhấn mạnh là nhiều nhất nhưng mà phải có điều kiện. Tối thiểu là số lượng ít nhất nhưng cần để duy trì và phát triển quần thể. Còn tối đa là lớn nhất nhưng phải phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường về các nhân tố ảnh hưởng cô gói gọn trong bốn từ sinh tử xuất nhập sinh là mức sinh sản tử là mức tử vong xuất nhập là hai trạng thái của sự phát tán cá thể và cả ba yếu tố này đều phụ thuộc vào điều kiện sống bài học hôm nay đến đây là hết nội dung bây giờ cô trò chúng ta cùng luyện tập với năm câu hỏi trắc nghiệm sau đây câu 1. nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể a à, các con ong thợ trong một tổ ong, B, ếch và nòng nọc của nó trong ao, C, cây trong vườn, D, cỏ vang bờ hồ. Để trả lời câu hỏi này, các em sử dụng kiến thức về khái niệm quần thể. Cô nhắc lại có 4 ý. Thứ nhất là cùng loài, thứ hai cùng không gian sống, thứ ba vào một thời điểm nhất định và thứ tư là có khả năng sinh sản và phải tạo thế hệ mới. Thì chúng ta dễ dàng thấy được đáp án B và nồng nặc là hai giai đoạn của một loài. A không phải là quần thể vì ong thợ chỉ có khả năng dinh dưỡng không có khả năng sinh sản. C, D không phải là quần thể vì cây trong vườn và cỏ ven bờ hồ là thuộc tập hợp khác loài. Câu số 2. Nội dung nào sau đây sai khi nói về khái niệm kích thước quần thể? A. Kích thước quần thể là số lượng cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể. B. Kích thước quần thể là khối lượng cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể. C. Kích thước quần thể là khoảng không gian mà các cá thể của quần thể sinh sống. D. Kích thước quần thể là năng lượng tích lũy trong các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể. Để trả lời câu này, các em sử dụng kiến thức về khái niệm kích thước quần thể. Cô nhấn mạnh lại có ba ấy. Thứ nhất là số lượng thứ nhì hoặc khối lượng, thứ ba hoặc năng lượng. Như vậy đáp án là C. Khoảng không gian mà các cá thể của quần thể sinh sống thì không phải là kích thước cao số 3. Khi nói về kích thước tối thiểu và kích thước tối đa của quần thể, điều nào sau đây sai? A. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà ở đó môi trường không đủ nguồn sống để cung cấp cho quần thể B. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần để duy trì và phát triển. C. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. D. Kích thước quần thể dao động từ mức tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này khác nhau tùy loài. Để trả lời câu hỏi này, các em sử dụng kiến thức về kích thước tối thiểu và kích thước tối đa. Kích thước tối thiểu cô nhấn mạnh là ít nhất nhưng mà cần để duy trì và phát triển quần thể. Kích thước tối đa là số lượng lớn nhất nhưng phải phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Đáp án được chọn là đáp án A. Câu A sai vì kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà ở đó môi trường không đủ nguồn sống để cung cấp cho quần thể Sai ở chỗ là không đủ nguồn sống Câu số 4 Nội dung nào sau đây đúng khi nói về các nhân tố ảnh hưởng đến kích thước quần thể A. mức độ sinh sản phụ thuộc vào số lượng trứng, số lứa đẻ, tuổi trưởng thành sinh dục Mức độ tử vong không phụ thuộc vào trạng thái của quần thể C. Quần thể có điều kiện sống thuận lợi thì sự xuất cư tăng cao D quần thể có điều kiện sống không thuận lợi thì sự xuất cư thường ít xảy ra. Để trả lời câu này, các em sử dụng kiến thức về các nhân tố ảnh hưởng đến kích thức quần thể. Cô gói gọn trong bốn từ sinh, tử, xuất, nhập. Sinh là mức sinh sản, tử là mức tử vong. Xuất nhập là hai trạng thái của sự phát tán cá thể trong quần thể. Và cả ba yếu tố này đều phụ thuộc vào môi trường. Đáp án đúng là câu A. Thì trong quá trình dạy cô đã đưa cái ví dụ trục để cho các em dễ nhớ. Câu A, mức độ sinh sản phụ thuộc vào số lượng trứng, số lứa đẻ, tuổi trưởng thành sinh dục. Câu B sai. Mức tử vong không phụ thuộc vào trạng thái của quần thể. Là cả ba yếu tố đều phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Và mức tử vong là có phụ thuộc vào trạng thái quần thể, ví dụ như khi quần thể ở trạng thái bệnh lý thì cái mức tử vong sẽ cao Câu C không đúng Quần thể có điều kiện sống thuận lợi Thì sự xuất cơ tăng cao Khi điều kiện thuận lợi Thì sinh vật phải ở đó để sử dụng nguồn sống thuận lợi Cho nên sự xuất cơ ít xảy ra Câu D sai Quần thể có điều kiện sống không thuận lợi Thì sự xuất cơ thường ít xảy ra Sai ở chỗ là không thuận lợi Thì nó phải tan xuất cơ Để đi kiếm nguồn sống thuận lợi câu số 5. Cho các nội dung sau, có bao nhiêu nội dung đúng khi nói về nguyên nhân làm cho quần thể suy giảm dẫn đến diệt vong khi kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu? một Sự hỗ trợ giảm do số lượng ít nên quần thể không có khả năng chống chọi với môi trường. 2. Khả năng sinh sản giảm do cơ hội gặp nhau giữa con đực và con cái ít. 3. Sự giao phối gần thường xảy ra do số lượng ít dẫn đến đe dọa sự tồn tại của quần thể. 4. Sự giao phối gần giảm do số lượng ít dẫn đến đe dọa sự tồn tại của quần thể. Để trả lời câu này, các em sử dụng ba nguyên nhân dẫn đến quần thể suy giảm dẫn đến diệt vong khi kích thước dưới mức tối thiểu. Nguyên nhân thứ nhất, hỗ trợ giảm. Nguyên nhân thứ nhì, sinh sản giảm. Nguyên nhân thứ ba giao phối gần thường xảy ra, cho nên đáp ứng đúng là câu c ba ý đào đúng. Vì sao ý 4 sai? Sự giao phối gần giảm do số lượng ít dẫn đến đe dọa sự tồn tại của quần thể. Sai ở chỗ là sự giao phối gần giảm, tức là ở lúc này giao phối gần tăng chứ không phải giảm. Sinh thái học là bộ môn nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa sinh vật với nhau và giữa sinh vật với môi trường cho nên bộ môn này được ứng dụng rất nhiều trong thực tiễn. Sau đây là ứng dụng của bài học. Đằng tê giác một sừng ở rừng Nam Cát Tiên hiện chỉ còn một quần thể khoảng 7 đến 8 con. Thì các em vận dụng kiến thức bài học để thấy là quần thể này đang ở mức nào các em? Đang ở kích thước tối thiểu hay tối đa? quần thể đang có kích thước ở mức tối thiểu. Bây giờ tiếp tục khai thác thì quần thể sẽ xuống dưới mức tối thiểu dẫn đến diệt vong cho nên cần phải được bảo tồn. Kích thước tối đa của đàn ong khoảng 500.000 con nên không nên nuôi ong với kích thước trên 500.000 con. Bởi vì khi nuôi với kích thước trên mức tối đa thì nguồn sống sẽ thiếu dẫn đến cạnh tranh, hiệu quả kinh tế sẽ thấp. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô hy vọng tiết học sẽ rất bổ ích với các em. Cô chúc các em vượt mọi trở lực để chinh phục ước mơ. Thân ái chào tạm biệt.